Nền kinh tế số đang chiếm tầm 25% cái nền kinh tế của Việt Nam. Kinh tế Việt Nam bây giờ thì năm 2023 sẽ tầm 425 tỷ đô. Thì trong tương lai mới thì với mức độ tăng trưởng của kinh tế số thì nó sẽ càng ngày càng nhiều hơn nữa. Và đến một cái mức nào đấy thì chúng ta sẽ không có cái chữ gọi là kinh tế số nữa, mà chỉ gọi lúc đấy là nền kinh tế thôi. Tại vì tất cả mọi thứ giao dịch hay là mọi thứ của mình đều là số cả rồi, thì cái khái niệm về kinh tế số nó sẽ mờ dần đi. Đồng nghĩa việc thì những cái thứ mà cá nhân đổi nhóm các sản phẩm của chúng tôi đang làm ấy, đang dùng cái từ gọi là ký kết điện tử hay là hợp đồng điện tử hay là ký kết số, thì cũng dần dần sẽ trở thành gọi là hợp đồng và là ký kết. Tức là hiện tại số lượng hóa đơn mà đang được số hóa 100% là hóa đơn điện tử mà như chúng mình đang biết ấy, thì tầm 10 tỷ. Và những công ty mà phát triển những cái lĩnh vực số liên quan đến ký kết điện tử ấy, thì là đến tầm 2025 sẽ có tầm 70% doanh nghiệp sẽ sử dụng hợp đồng điện tử để gọi là thay thế những cái hợp đồng ký kết hoặc là giao kế hàng ngày. Dự tính là tầm 2027 sẽ có những cái hành lang pháp lý và hướng dẫn cụ thể để mà gọi là phổ cập 100% các giao dịch của các doanh nghiệp sẽ đưa về thành hợp đồng điện tử. Quá trình mà đưa từ số hóa cái mảng hợp đồng điện tử cho đến doanh nghiệp và người dân ấy, thì cũng nó cũng mất khá nhiều thời gian. Thì tầm từ khi gọi là có văn bản hướng dẫn hoặc là thông tư cho đến khi mà gọi là pháp lý bắt buộc thì cũng mất khá là lâu, phải tầm gần 10 năm. Thách thức cái đầu tiên là chưa có một cái hành lang pháp lý nào bắt buộc. Để hợp đồng ấy thì là cái nguồn đầu vào của một doanh nghiệp để nó vận hành. Tức là nó là cái đầu vào của doanh nghiệp và cũng là cái đầu ra khi mà cần có một cái tác vụ gì bên ngoài xác thực lại. Cái suy nghĩ của các doanh nghiệp về cái hợp đồng giấy và hợp đồng điện tử thì nó vẫn đang rất là mong manh. Đầu tiên là có rất nhiều bên, là ví dụ ngân hàng hay là mà tòa án hay các bên mà xử lý những cái vụ tranh chấp hay là những cái vụ mà cần phải là bên thứ ba để cung cấp để giải ngân hay các thứ ấy, thì các bên đấy cũng chưa chấp nhận 100%. Tức là có một số ngân hàng đã chấp nhận rồi, có một số tòa án đã hiểu rõ hay là các thứ để khi tranh chấp thì người ta đã hiểu rõ về cái tính pháp lý của hợp đồng điện tử rồi. Tuy nhiên thì để mà 100% để mà ai cũng cơ quan nào hay là có một tổ chức nào mà chấp nhận hoàn toàn thì là chưa. Và cũng các văn bản hướng dẫn của luật giao dịch điện tử thì cũng đang là sơ khai và dần dần đang trong quá trình update và bổ sung càng để cho quá trình ấy ngày càng chặt chẽ hơn